Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc máy cạo râu của hãng Braun model Series 5. Đây là chiếc máy cạo râu với 3 lưỡi có khả năng chống nước, tức là các bạn có thể cạo khô cũng được và cạo ướt cũng được. Mã của sản phẩm là 5018S. Điều đặc biệt của chiếc máy cạo râu này là nó được thiết kế chống nước để có thể cạo khô, cạo với bọt, gel hoặc là cạo dưới vòi hoa sen khi các bạn tắm. Chiếc máy này được sản xuất tại Đức, Made in Germany. Và đây là các tính năng của chiếc máy cạo râu này. Đầu tiên đó là Easy Clean, giúp các bạn rửa sạch cái lưỡi dao mà không cần tháo đầu máy. Chỉ cần cho nước chảy qua là nó sẽ rửa sạch râu và tóc. Máy sử dụng 3 lưỡi dao linh hoạt thích ứng với các đường nét trên khuôn mặt để cạo sạch dễ dàng. Máy sử dụng pin sạc Lithium-ion, có thể sạc trong vòng 1 tiếng và sử dụng được 50 phút. Ngoài ra thì nó có chức năng sạc nhanh, sạc 5 phút đủ dùng cho một lần cạo râu. Còn đây là khả năng chịu nước và thay đầu dễ dàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong và cách làm mở cái hộp ra. Đóng gói cũng rất đẹp, có thể dùng làm quà tặng cũng được. Ở bên trong chúng ta sẽ có sách hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, có tiếng Anh và tiếng Đức. Đa phần là hình ảnh thì các bạn rất là dễ đọc. Đây là chiếc máy dao cạo râu. Kèm theo đó là các cái phụ kiện. Đây là cái đầu thay để các bạn cắt. Ví dụ râu dài chúng ta có thể dùng cái lưỡi này để cắt. Và đó là cái sạc pin. Vì sử dụng pin sạc nên chúng ta cần cái adapter này để sạc pin. Đầu sạc của cái cục sạc này khá to và lạ nên nó chỉ dùng được với cái máy cạo râu này thôi. Chúng ta sẽ không tận dụng được các cái sạc điện thoại thông thường. Còn đây là cái dụng cụ để các bạn vệ sinh. Chúng ta sẽ xem cấu tạo của chiếc máy cạo râu này. Kích thước khá là nhỏ gọn và vừa lòng bàn tay. Đây là cái nắp để các bạn đậy vào khi mà phải di chuyển. Phía sau chúng ta thấy có cái lớp này là lớp chống trượt, rất là êm. Còn phía trên là cái dao ba lưỡi đây. Ba lưỡi này rất là linh hoạt, nó sẽ lún theo cái độ tì của các bạn để bám theo khuôn mặt. Các bạn có thể vừa cạo khô và cạo ướt được và rửa rất là dễ. Phần thân chúng ta chỉ có một cái nút để bấm tắt bật thôi. Phía dưới đây là nơi cắm sạc này. Và bây giờ tôi sẽ tháo thử cái này ra. Các bạn mở cái này ra sẽ nhìn thấy cơ cấu hoạt động bên trong. Chúng ta sẽ có hai cái trục kia để tạo ra chuyển động cho cái lưỡi dao. Bên trong này cũng in khá nhiều thông số. Để sau này các bạn muốn thay cái lưỡi thì chỉ cần dựa cái mã này thôi. Là chúng ta sẽ mua được cái lưỡi để lắp vào vừa khít. Còn bình thường thì cái máy này sẽ cho kèm một cái lưỡi cắt. Để chúng ta sẽ cắt râu khi mà râu dài quá không cạo được bằng cái bàn cạo. Muốn tháo nắp thì các bạn chỉ việc là gì ạ? Gắn ấn vào là xong. Và tháo thì lại mở nó ra. Đây các bạn ấn vào. Phía sau của máy sẽ in chữ Made in Germany, tức là được sản xuất tại Đức. Đây là một số ít cái loại dao cạo râu được sản xuất tại Đức. Và chúng ta sẽ thử chạy xem sao. Bạn bấm nút này thì động cơ sẽ hoạt động. Khi máy chạy thì trên phần thân sẽ hiển thị ba cái đèn là thể hiện cái dung lượng pin, còn đầy hay là vơi. Chúng ta có thể tháo này ra để quan sát cái việc cơ cấu hoạt động ở bên trong. Nó sẽ lắc để tạo ra di chuyển của lưỡi dao, giúp bạn cắt râu. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ việc bật lên và cạo thôi. Còn muốn cắt thì ta sử dụng lưỡi khác. Để tìm hiểu kỹ hơn về máy dao cạo râu Braun Series 5, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.